nhau giữa nam và nữ của dân tộc Dao đeo tiền do ông Bản Công Hiến ở xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa sưu tầm, biên soạn và dịch ra thành tiếng Việt nhằm giới thiệu bảo tồn văn hóa Dao đeo tiền. Hát báo dung là thể loại dân ca đặc sắc của dân tộc Dao đeo tiền, là thể loại dân ca có từ cổ xưa lưu truyền lại, đời nối tiếp đời, tồn tại đến ngày nay. Đồng bào Dao đeo tiền thường ứng dụng hát với nội dung lĩnh vực như sau: chuyện cổ tích của người Dao, hát giao duyên đối đáp giữa nam và nữ, hát trong các nghi lễ sinh hoạt tâm linh như làm màng và nghi lễ cấp sắc, hát ca ngợi tấm lòng thủy chung son sắt với Đảng, Nhà nước, với Bác Hồ kính yêu của đồng bào Dao, hát ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước, ca ngợi cuộc sống mới. Hát báo dung được truyền thể từ những bài thơ thất ngôn của dân tộc Dao đeo tiền. Các nghệ nhân đã ứng dụng các giai điệu hát dân ca phổ biến lên những bài thơ đó thành bài hát báo dung mượt mà, sao xuyến, lắm động tâm hồn người nghe. Hát báo dung có từ lâu đời nhưng phát triển rực rỡ nhất vào những năm đầu và giữa thế kỷ 20. Thời kỳ đó, hầu như tất cả người Dao đeo tiền từ già đến trẻ đều biết hát. Trong đó, có những người biết sáng tác giỏi, biết hát rất hay mà đồng bào Dao tự suy tôn họ là nhà thơ, là ca sĩ, in sâu trong trái tim mỗi người. Trải qua quá trình phát triển với bao biến cố thời gian, đất nước trải qua chiến tranh liên miên, sự giao thoa giữa các loại hình văn hóa của các dân tộc, phần nữa do nhận thức không đúng đắn về bảo tồn phát triển văn hóa Dao. Do đó, hiện nay hầu như lớp trẻ không thích, không biết nghe, không biết hát báo dung. Thậm chí một số bộ phận không nhỏ không biết nói tiếng mẹ đẻ nữa. Nguy cơ thất truyền văn hóa Dao, tiếng nói dân tộc Dao ngày càng hiện hữu mà cần có chủ trương, biện pháp bảo vệ. Vì vậy, chúng tôi cố gắng sưu tầm, biên soạn và dịch thuật chuyên lĩnh vực hát báo dung, giao duyên đối đáp giữa nam và nữ nhằm giới thiệu loại hình văn hóa này với tác giả và góp phần bảo tồn văn hóa Dao đeo tiền ở vùng Tuyên Quang. Tổ chức một cuộc hát báo dung, giao duyên. Vào một buổi chiều, lúc hoàng hôn đang buông xuống, có mấy chàng trai ở nơi xa đến làng người Dao chơi và thăm thân. Tối hôm đó, các cô gái làng rủ nhau tổ chức mời các chàng trai hát báo dung, giao duyên. Chạp giang viền ruồi trốn trời tháo tu kín cô quà toan tao hoàng. Cô quà toan hoàng tính phiền thơ tại cha. Dõm ghềm số xiền biển ruồi dịp biển diêm đèo phàm biển diêm phải bài tu khán tên chàng phải trời ruồi biển nên chôn trời ta chôn cuối khoa gọi choang thao hoàng
Tỏ lò chúa
tạp gia.